Sáng ngày 11 tháng 11, đoàn công tác dân phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của Yêu Phú do ông Phùng Thế Vinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyền, làm trưởng đoàn, có buổi thẩm định hồ sơ minh chứng để xét công nhận ấp quốc hơn xã Quốc Thái đạt chuẩn ấp nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị, tính đến nay, Áo Quốc hơn xã Quốc Thái đã thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và 46 46 chỉ tiêu. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 15 tỷ 590 triệu đồng trong đó vốn đầu tư của tỉnh, quyện trên 14 tỷ 505 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1 tỷ 085 triệu đồng. Nét đã bật trong xây dựng ấp nông thôn mới ở ấp Quốc Hân xã Quốc Thái, là đời sống người dân từng bước được nâng lên, hộ nghèo giảm, hộ khá giàu tăng. Hiện ấp chỉ còn 13 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,14%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 khoảng 36 triệu đồng trên người trên năm. Đến nay, con số này được tăng lên 59 triệu 790 000 đồng trên người trên năm. Cảnh quan môi trường được quyết tâm xây dựng, tạo nên nét đẹp, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh sạch đẹp trong xây dựng ấp nông thôn mới. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã kiểm tra, thẩm định từng chỉ tiêu tiêu chí vào sơ minh chứng, đồng thời trao đổi yêu cầu địa phương cần thống nhất các số liệu và điều chỉnh số liệu cho phù hợp. Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ trình tự khoa học, cần xây dựng bản tổng hợp danh một hồ sơ theo hướng dẫn. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phùng Thế Vinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyền, đề nghị địa phương quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện, nhất là có giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện và chăm lo nhỏ an toàn cho người dân. Phát biểu tiếp thu, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Thái mong rằng, gia phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ để địa phương thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng ấp nông thôn mới. Bên cạnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã đề nghị Ban ngành đoàn thể xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, quyết tâm quyết liệt trong thực hiện, phân đấu đến hết ngày 15 tháng 11, hoàn thành hồ sơ bổ sung, làm cơ sở đề nghị, ủy ban nhân quyền xem xét công nhận vào cuối năm.